mừng các bạn đến với thử thách livestream cho sự kiện ra mắt ứng dụng mua sắm của thương hiệu Elise. Và một lần nữa tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà sáng lập của thương hiệu Elise, người sẽ đồng hành với các bạn trong buổi livestream này, cũng giống như chị cũng sẽ chính là giám khảo đưa ra quyết định đội nào sẽ là đội chiến thắng. Ngày hôm nay Lưu Nga rất là vinh dự khi đại diện cho Elise được đến đồng hành cùng với The Face Việt Nam và sẽ mang đến những cái thử thách rất là thú vị cho tất cả các thí sinh, và hy vọng rằng đây là một cái buổi live stream vô cùng đặc biệt, vô cùng thú vị để thể hiện được năng lực và khả năng của từng thí sinh cũng như là từng đội, mang lại từ thực tế đến truyền hình và từ truyền hình đến thực tế nó gần nhau như thế nào. You know I gotta come back.